Chào mừng các bạn đã trở lại với kênh tin tức Bitcoin 247. Với những bạn chưa có tài khoản để mua bán và giao dịch Bitcoin, các bạn có thể mở tài khoản trên sàn Binance theo đường link mình để ở phần mô tả để được giảm 10% phí giao dịch trọn đời. Và thông tin ngày hôm nay, Bitcoin đã chạm mức cao nhất mọi thời đại 69.000 đô la trong tuần này kể từ tháng 11 năm 2021. Sau 847 ngày, Bitcoin đã trở lại đỉnh của chu kỳ trước và có thể sớm vượt qua mức đó. Đợt Bitcoin halving sắp tới vẫn là cơ sở để xác định chu kỳ 4 năm của thị trường tiền điện tử. Nếu vậy, một thị trường tăng giá mới có thể đưa giá Bitcoin lên phạm vi 155.000 đến 175.000 đô la. Mức này sẽ đạt được trong khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8 năm 2025. Tập dữ liệu đầu tiên và rõ ràng nhất có thể thu được từ các chu kỳ lịch sử là thông tin về mức thấp và mức cao nhất của giá Bitcoin. Người ta có thể ước tính mức đỉnh có thể xảy ra của chu kỳ đó bằng cách đo tỷ lệ giảm dần giữa phạm vi giá của các chu kỳ liên tiếp. Chu kỳ tăng đầu tiên bắt đầu với Bitcoin trị giá 0,01 đô la, kết thúc với mức đỉnh 31,9 đô vào tháng 6 năm 2014. Bitcoin sau đó giảm xuống mức thấp nhất trong chu kỳ đầu tiên là 2,01 đô la vào tháng 11 năm 2011. Sự kiện này bắt đầu thị trường tăng giá sau đợt halving đầu tiên tháng 11 năm 2012. Giá Bitcoin đã tăng lên mức cao nhất mọi thời đại lịch sử ở mức 1.177 đô la vào tháng 11 năm 2013. Do đó, thị trường tăng trưởng đã dẫn đến mức tăng 586 lần. Tiếp theo là thị trường gấu năm 2014, đưa giá Bitcoin xuống đáy vĩ mô ở mức 164 đô la vào tháng 1 năm 2015. Từ đó đến tháng 12 năm 2017, Bitcoin lại trải qua xu hướng tăng dài hạn. Trong khi đó, đợt Bitcoin halving lần thứ hai diễn ra vào tháng 7 năm 2016. Đỉnh cao của giá Bitcoin là 19.764 đô la trong chu kỳ thứ hai. Giá Bitcoin tăng 121 lần. Một thị trường gấu khác vào năm 2018 đã khiến Bitcoin chạm đáy ở mức 3.148 đô la vào tháng 12 năm 2018. Mức tăng sau đó chỉ chậm lại do sự cố Covid-19 vào tháng 3 năm 2020. Tuy nhiên, sau đợt halving thứ 3 vào tháng 5 năm 2020, giá Bitcoin đã tăng theo hình parabola. Nó kết thúc với sự hình thành đỉnh kép và đỉnh hiện tại là 69.000 đô vào tháng 11 năm 2021. Trong chu kỳ thứ 3, Bitcoin đã tăng 22 lần. Giai đoạn vĩ mô được biết đến và đóng cửa cuối cùng trong lịch sử giá Bitcoin là thị trường gấu năm 2022. Bitcoin đã tạo ra đáy vĩ mô ở mức 19.495 đô la vào tháng 11 năm 2022. Kể từ đó, giá đã tăng lên và trở lại mức cao nhất mọi thời đại trong tuần này. Bitcoin sẽ tăng trưởng cao đến mức nào so với đáy vĩ mô của nó? Theo dữ liệu lịch sử, chúng ta có dãy số nhân của các chu kỳ liên tiếp giảm dần sau đây. Chu kỳ 1 tăng 586 lần. Chu kỳ 2 tăng 121 lần. Chu kỳ 3 tăng 22 lần. Dự đoán cho chu kỳ hiện tại, nhiều khả năng giá Bitcoin sẽ tăng 10 lần. Nếu Bitcoin tăng 10 lần trong chu kỳ này, mức đỉnh sẽ xảy ra ở khoảng 155.000 đô la. Đồng thời, nó sẽ cao hơn khoảng 2,2 lần so với mức cao nhất mọi thời đại hiện tại là 69.000 đô. Nếu đỉnh mới của Bitcoin chỉ đạt 2,2 lần so với mức cao nhất mọi thời đại hiện tại, thì đó sẽ không phải là điều bất ngờ. Nhìn vào dữ liệu từ các chu kỳ lịch sử, giá Bitcoin ngày càng tăng thấp hơn mức đỉnh trước đó. Chu kỳ 1, 37 lần. Chu kỳ 2, 16 lần. Chu kỳ 3, 3,5 lần. Dự đoán cho chu kỳ hiện tại, 2,2 lần. Do đó, mục tiêu thận trọng là 155.000 đô la, phù hợp với hệ số nhân lịch sử của giá Bitcoin, tính từ mức thấp vĩ mô đến mức đỉnh và mức tăng trên mức cao nhất mọi thời đại trước đó. Một cách khác để ước tính chi tiết về chu kỳ đang diễn ra của Bitcoin là đo thời gian sau khi đạt được mức cao nhất mọi thời đại liên tiếp. Điều này sẽ giúp xác định thời gian gần đúng khi thị trường tiền điện tử đạt đến mức hưng phấn tột độ. Những điều kiện như vậy là thời điểm cuối cùng để đóng các vị thế của bạn, vì bóng ma của một thị trường giảm xuống đã rình rập ở phía chân trời. Ở đây một lần nữa, phép đo có thể được thực hiện theo ít nhất hai cách. Đầu tiên là bằng cách đo từ mức cao nhất mọi thời đại trước đó đến mức cao nhất tiếp theo, màu xanh là cây. Thứ hai là đo từ đợt halving đến mức cao nhất mọi thời đại, màu xanh lam. Bằng cách phân tích các chu kỳ trước, chúng ta nhận được dữ liệu sau. Chu kỳ 1, 129 tuần và 52 tuần. Chu kỳ 2, 211 tuần và 75 tuần. Chu kỳ 3, 204 tuần và 78 tuần. Dự đoán cho chu kỳ hiện tại, 181 tuần và 68 tuần. Để có được dự đoán cho chu kỳ hiện tại, chúng ta trích xuất trung bình số học dữ liệu lịch sử. Do đó, phạm vi ngày cho đỉnh chu kỳ giá Bitcoin tiềm năng là từ cuối tháng 4 đến đầu tháng 8 năm 2025, vùng màu đỏ. Một cách khác để ước tính giá Bitcoin vào cuối chu kỳ hiện tại là đo lường nó dựa trên các mức thoái lui Fibonacci. Để làm điều này, người ta đo mức thoái lui Fibonacci từ đỉnh chu kỳ đến đáy vĩ mô. Sau đó, mức thoái lui Fibonacci bên ngoài trên mức cao nhất mọi thời đại trước đó sẽ được sử dụng để xác định mức giá Bitcoin đã đến trong chu kỳ tiếp theo. Một lần nữa, ở đây chúng ta thấy rằng trong các chu kỳ liên tiếp, giá Bitcoin ngày càng đạt đến mức Fibonacci thấp hơn trên thang logarit. Tuy nhiên, ngoại lệ là chu kỳ thứ hai, trong đó mức đỉnh ở mức 19.764 đô la
đã đạt đến mức Fibonacci 2.414. Ngược lại, trong chu kỳ đầu tiên, nó thấp hơn một chút ở mức 2.272 Fibonacci. Tuy nhiên, trong chu kỳ thứ 3 trước đó, giá Bitcoin chỉ đạt được mức thoái lui bên ngoài Fibonacci 1.628 của chu kỳ trước. Đây là mục tiêu đầu tiên và phổ biến nhất cho các giai đoạn khám phá giá trên mức cao nhất mọi thời đại lịch sử. Nếu kịch bản này lặp lại trong chu kỳ này, Bitcoin sẽ đạt đỉnh $175,000. Tuy nhiên, dữ liệu thu được từ hệ số giá của các chu kỳ trước và mức tăng trên đỉnh trước đó cho thấy mức cao nhất là $155,000. Do đó, phạm vi $155,000 đến $175,000 là mục tiêu rất có thể đạt được mức cao mới mọi thời đại cho chu kỳ này của thị trường Bitcoin. Đồng thời, nếu duy trì sự tương đồng về thời gian với các chu kỳ trước đó, điều này sẽ xảy ra vào khoảng giữa tháng 4 và tháng 8 năm 2025. Và đó là nội dung của video ngày hôm nay. Hy vọng các bạn sẽ thích thông tin mình mang lại. Đừng quên bấm like và subscribe để ủng hộ mình ra những video kế tiếp. Cảm ơn các bạn đã xem video của mình. Xin chào và hẹn gặp lại.